Sài Gòn phố nha. Cả nhà, Ngọc đang ở buffet Những Chàng Trai ở số 233 của Phan Huy Ích nha cả nhà. Mình review ở đây rồi nhưng mà hôm nay kiểu như là cuối tuần mình cũng muốn đi ăn. Sau dịch thì Ngọc thấy là mấy bạn cũng muốn là có một chỗ ha, gợi ý tiếp cho cả nhà. Với lại là cũng có một số bạn là kêu mình là kiểu review lại đi. Tại vì sao dịch không biết có thay đổi gì không. Thế rồi thì hôm nay ha, ghé quay lại nha. Hôm nay thì mình vào bây giờ là mới 5 giờ thôi, nhưng mà đông quá trần luôn á. Nãy giờ là mình khó dữ lắm luôn mà mình mới lấy được cái gì á. Ở đây có tôm càng xanh nè ha, mình cũng lấy tôm càng xanh luôn nha cả nhà. Đây tôm càng xanh rồi các loại ốc ở đây. Ủa, ốc này bự vậy. Cả nhà trời, nguyên cái khay này là khay đồ sống nha. Hầu như là Ngọc thấy là ở đây lúc nào cái khay đồ sống cũng rất là nhiều món, với lại nó phong phú á. Ồ, từ đây tôi chạy tính dài đến đó luôn. Hôm nay chân đẹp ghê nè. Chắc ít nhất cũng khoảng 6 tháng rồi á mình mới ghé đây để quay lại video gửi cho cả nhà nè. Những Chàng Trai là mở vào lúc 4 giờ cả nhà. Không thấy là mấy bạn đó, cuối năm cũng là dịp mà kiểu như ăn tất niên luôn á, như là hẹn gặp mặt á. Thấy chưa, có mấy cái loại ốc móng tay thì tôi thả sẵn luôn á. Xuống anh quay phim sẽ làm vài shot cho cả nhà nhìn tổng thể cái dàn này ha, nó hoành tráng như thế nào nha. Hôm nay là ngày thứ bảy chủ nhật, với lại ngày lễ là 189.000. 89.000. Rồi những ngày bình thường. Ngày thường là 169.000. Rồi kiểu như là từ 4 giờ trở lên thì có khung khác không? Dạ có, em cũng giờ vàng giảm giá. Và từ 4 giờ đến 5 giờ là giảm 10k mỗi người. À vậy ạ. Dạ đúng rồi. Rồi cảm ơn nha. Ở anh đi làm đi, em hỏi. Tại vì em hỏi sơ cho cả nhà mình biết về cái menu và kiểu như cái khung luôn á cả nhà. Cái khung để mình biết được là cái giờ nào hả mình sẽ ăn được giảm giá nè, xong rồi cái khung giờ vào ngày lễ chủ nhật gì đó cho nó phù hợp hết, khoảng cho cả nhà biết chi tiết rõ luôn. Ở đây thì còn thấy là có cả tôm càng xanh và cả ghẹ nha. Hầu như là cái quầy đồ ăn sống này nó nhiều món dễ sợ lắm, nên là bây giờ không liệt kê được. Chỉ nhìn qua hình ảnh ha, cả nhà mình biết là sẽ rất là rõ nè. Thật sự là cái quầy tươi sống này á, nhiều quá trời luôn á. Cả nhà đếm mà nãy giờ đếm được bao nhiêu món chưa? Cái Ngọc là dần không biết luôn á. Ở đằng kia là cái tôm càng xanh nha. Mình cũng lấy cái thùng tôm càng xanh của mình rồi nè. Mình lấy ít thôi. Nhưng mà đằng kia cũng khá là nhiều nha. Thật sự thì có nhiều bạn nói là tại sao mà mình quay lúc nào nó cũng full, thì tất nhiên là mình phải lựa chọn là lúc nó đầy đủ. Ê, quay lên thì hình ảnh nó mới đẹp được đúng không cả nhà? Rồi những bạn đến sau thì tất nhiên là phải chờ đợi xíu á. Cái nhà hàng của mình cũng sẽ mang ra nữa, sẽ refill, làm đầy lên nữa. Thì cũng là một ưu thế đó nha cả nhà. Thì giờ thấy nhiều chỗ thì có tôm càng xanh thôi. Ngồi hết cho ngồi. Những con cuối cùng. Yên tâm, tí nữa khi mà có nữa Ngọc sẽ quay nữa cho cả nhà nha. Thôi, quầy hải sản này là hồi anh quay phim sẽ quay sơ cho cả nhà ha. Còn bây giờ mình vào trong đi, mình vào trong mình xem những cái món mà giống như là ướp sẵn á cả nhà. Bên đây có cá kèo mình bỏ lẩu cũng được nè. Xong rồi ở đây là có mấy cái con sống sống nè. Ốc mồi voi hả? Dạng nhỏ hả cả nhà. Bên đây có cá kèo mình bỏ lẩu cũng được nè. Xong rồi ở đây là có mấy cái con sống sống nè. Ốc mồi voi hả? Dạng nhỏ hả cả nhà. Xong rồi á, có những cái con ốc này không? Nè, ốc này nó sống luôn nè. Ở đây thì kiểu như nó sống mình bỏ lẩu cũng được, hoặc là mình mang lên nướng cũng được. Rồi vào trong.
thêm. Họ đang làm thêm nữa nè. Nguyên một lỗ luôn. Tôi đã. Rồi. Vào đây, những cái món mà sẵn nè. Mình đi rồi mình bị quán luôn cả nha. Tại vì quầy thì mình đã hiểu rồi, đã biết những cái quầy ở đây rồi. Nhưng mà giống như kiểu là lượng khách nó cũng khá khá đông. Cho nên hình ra là mình phải từ từ. Đấy. Giờ mình cũng lấy luôn nha. Trà tím nè, không ướp sẵn sa tế hết rồi. Rồi chỉ lấy là lên uống thôi. Nó phải à, có những cái sự mà phong phú như vậy. Bởi vì á, một có tươi có nè, rồi có ướp sẵn nè. Tại vì ăn gia vị thì ướp sẵn như thế này thì nó vẫn là có sự khác biệt hơn. À, ớt nè. Đó. Hình như con cút hả cả nhà? Cút đúng không? Đó. Hầu như là rất là đầy nè, sung túc nè. Vẫn kiểu nhiều món như hồi xưa đúng không? Cả nhà mà ai đi đây rồi thì nhớ là cho Ngọc feedback nha. Rồi, qua bên đây. Bỏ lẩu ha, nước đem lên nướng không được, có bắp nè. Rồi, có gỏi. Đây, ủa không được. Cái này là phải để riêng. Mình gửi đây xíu nha, mình lấy cái gỏi này luôn. Còn gỏi này ngon quá. Cái này là gỏi chua ngọt đây. Cái quầy hồi nãy vừa đi ngang á, là giống như mình để màu lẩu cũng được á cả nhà. Đó. Wow. Rồi trong đây là cũng là những đồ nấu sẵn nhưng mà đang ở trên bếp nè cả nhà, thấy không? Cả nhà thấy không? Những con đây nào mình lấy sơ sơ luôn nha. Bên kia thì nó hết rồi, chắc người ta đang làm á. Còn nghĩ là với lượng khách này là làm bếp á, làm cũng chắc không kịp đâu. Bởi vì khá là đông. Ở đây là có cái tầng ngồi ở dưới nè, với lại cái tầng ở trên nữa nha cả nhà. Hai chỗ luôn. Hai cái món ở đây, anh quay phim để cho cả nhà xem. Bên kia nữa, tuốt bên kia luôn nha, anh quay phim. Hai món luôn á. Bánh bao, cơm chiên, rồi mì. Rồi cái này là cánh gà chiên, ớt chiên. Cá, chân gà. Ủa, cái chân gà sao tắt. Giống như là nhìn được ánh sáng rồi mình vậy. Đây là chân gà sao tắt. Hơi bị thích cho nên là phải lấy liền, lấy ngay. Bên là con cá, ủa cả con cá luôn ha. Mà nó vơi bớt rồi. Mình đi có vẻ là trễ đó cả nhà. Nhưng mà tí nữa là bếp làm thêm à. Đó, không gian bên đây là ngồi ăn nè. Còn bên đây thì mình qua quầy trái cây luôn nha. Đây là những quầy tráng miệng trái cây của mình. Ủa không phải, của quán chứ phải của mình. Ý là Ngọc muốn nói là kiểu như quầy này nó cũng phong phú á, nhiều món á. Hôm nào là thanh long, rồi dưa hấu, rồi chuối, rồi các kiểu luôn. Một tí mới thưởng thức được cả nhà ơi. Chứ giờ là mình phải tranh thủ mình lấy những cái món mình thích trước đã. Ê, chả giò cũng ngon á. Chả giò với ăn cái này ha. Ăn bánh ướt và chả giò ha, số 1 rồi ha. Đó. Còn bánh mì thì để ăn với càng ghi. Đó, mang đồ ra. Ui, ngon cơm luôn, đã quá. Đây, người ta mang thấy nước mắm lấy đồ chứ. Rồi bây giờ tôm, thấy cái món mà tôm làm với cái sốt vị đó là anh vừa mang ra đó, là khách đến là khách lấy ra cả nhà. Tôm càng nha, sốt vị thì vì gì mình cũng không biết luôn. Tại vì do là bây giờ không có tiếp cận được cái anh bếp à, cũng hơi đông khách á. Cho nên thành ra là thôi ha, mình nhìn như vậy đi, tí mình ăn sẽ review cho cả nhà nha. Đấy, làm chính sẵn luôn. Hôm nay đi ăn là kiểu như là trải nghiệm đó cả nhà. Trải nghiệm chia sẻ lại, bởi vì thời gian trước á, khi mà nghỉ dịch thì sau dịch có nhiều bạn nói là có những video nó đang lên dạng như là lên xu hướng lại rồi, cái không biết là các bạn có hỏi mình là không biết nó còn giống giá như vậy không, hoặc là đồ ăn nó còn như vậy hay không. Thì đấy, hôm nay mình đã cập nhật cho cả nhà đó.
đây là không gian là ngồi nè, mình ăn gia đình cũng được nè cả nhà, có không gian riêng á. Còn ngoài kia thì ngồi bàn cao. Đấy. Cả nhà thấy sung túc không? Ôi hầu như là tất cả những cái bàn dưới đây á, mình hỏi rồi đều là đặt bàn hết luôn. Đặt bàn hết tất cả luôn rồi á, chỉ giờ chỉ còn không gian trên lầu thôi. Giờ mình về bàn ha. Cả nhà thấy đông vui chưa? Hơi bị không khí nhộn nhịp luôn. Mình đang tiệc hả? Tiệc cuối năm hả chị? Đúng rồi. Dạ. Chị ăn ở đây chị thấy hương vị sao? Ngon. Dạ. Tại vì có mấy đứa nó đi trước đó, nó cũng nói rồi. Nó ăn ngon. Ờ, giống như là hôm nay cái mình tổ chức cái tiệc tất niên cho công ty ha. Công ty á, bao nhiêu người vậy đó, mà 20 người, 30 người vậy thôi chứ đâu có tính là giáo bé làm sao đâu. Dạ, dạ, dạ. Rồi em thấy gia đình mình á, làm sẵn luôn là hồi mấy người trong công ty tới là làm. Đúng rồi, người cứ đi vô, người nào trước á thì lấy, người nào sau lại thôi. Dạ. Chứ giờ tại vì nhiều người ở xa nữa. Dạ, chị thấy là giống như cơm đồ mình ăn nãy giờ mình thấy cảm giác là nó tươi, không thấy đồ tươi sống đâu á chị. Không tươi, thấy bình thường cũng được. Dạ. Rồi, cảm ơn chị nha. Đây, thêm đồ nữa này, cả nhà thêm tôm nè. Có vẻ là tôm hành xanh bởi vì mùa này Ngọc nghĩ là mùa xanh nó cũng rất là dồi dào. Nhưng mà ghẹ thì cũng tùy mùa nha cả nhà. Anh cho em xin hai cái khăn giấy ướt đi. Nãy giờ em kêu mấy bạn không chưa uống được. kiểu cả nhà quay ở đây biết mà biết anh chủ, quen anh chủ luôn á. À, biết sao không? Tại vì á, hôm nay á, do là trong tuần á, lần trước là mình cũng đã quay cái buffet ở bên kia cho cả nhà rồi đúng không? Cái có mấy bạn á gửi ý cho Ngọc là tại sao mình không quay lại những chàng trai, bởi vì trước dịch là mình quay rất là nhiều. Thì đó, cuối cùng thì đó, hôm nay là có bạn ở đây nè. Đây. Ăn mì. Ủa thấy nhiều đồ ăn quá mà ăn đơn giản quá hả? Đây là mấy cái món sống sống này hả? Đó, đây là mình nướng hết rồi. Cái này là kiểu như ướp sẵn nha. Ướp sẵn nhiều món lắm. Có gà, có các kiểu nữa. Mình nướng này. Giống như kiểu hồi nãy giống ở đầu giờ, không phải là đầu giờ nữa. Lúc khoảng mấy giờ ta? 5 giờ mấy á, khách ùn ùn vô. Tại vì lúc đó là kiểu còn bàn trống. Cho nên là lượng khách bây giờ nó cũng ổn định hơn lúc nãy rồi. Mình để là mình nướng hả? Đây nè. Hôm nay thấy con cá. Thấy con cá nè. Hình như con cá trẻ mà cái gì đó. Nấu nè. Thấy là anh quay phim thấy mới anh quay phim lấy cho mình ăn. Kiểu là đặc biệt là một chỗ buffet thì sẽ có một số món mà đặc trưng. Thì ở đây á, Ngọc thấy là có ghẹ nè, có tôm càng này cả nhà. Ở đây là buffet những chàng trai ở 233 của Phan Huy Ích nha, Gò Vấp nha cả nhà. Hôm nay thì kiểu sau dịch Ngọc thấy là cũng khá là nhiều cái mâm ở trước giữa này á, cái gọi là cái dàn cái khay trước giữa này khá là nhiều đồ ăn tươi sống nha, nhiều món hơn, có vẻ như vậy á cả nhà. Tại Ngọc thấy là các loại ốc nó nhiều quá chừng. Nói chung là hải sản thì cũng tùy vào cái đợt nữa ha cả nhà. Tại vì á, mình quay giai đoạn này nhưng mà nhầm khi hả, cái clip nó lên view cao, cái xong rồi mọi người xem xe nhiều hơn, thì nhầm khi là rơi vào cái đợt khác thì cả nhà lại nói là không phải giống như vậy. Thì trước hết là khi mà đến buffet thì cả nhà nhớ là điện thoại đi, cứ điện thoại đặt bàn trước xong rồi check với thông tin với lại nhà hàng đi ha, trước đi ha. Đó. Nhưng mà đa phần là những gì mà quay hôm nay là đều có hết nha cả nhà. Đều có hình sao là nội dung là hiện thực và nó vậy á. Ở đây hương vị á, nêm nếm mà đậm đà là mình đã nói rồi ha, review cũng nhiều rồi. Tôm càng thì ăn bổ phê, bữa hôm thì có ghẹ ha, ghẹ thì nó ra ít đợt hơn tôm càng nhưng mà cũng sẽ được bổ sung. Được để ngay trên màn hình nha, ngay chỗ Ngọc nè, cho cả nhà xem cụ thể là có những cái khung giờ khuyến mãi khác nhau nữa. Rồi, cơ bản là như vậy ha.
mình review lại thôi, và kiểu như quay lại hình ảnh cho cả nhà mình xem cho nó mới thôi. Chứ thật chất ra thì buffet này cũng khá là nổi tiếng rồi, hầu như là tất cả các bạn là trên kênh mình là đều biết rồi. Ê, có đổ tôm càng cả nè, hồi nãy Ngọc nói đó. Cứ phiêu ha, cứ làm đầy tôm càng. Khi nào mà hết thì anh bếp cũng mang lên vậy đó cả nhà. Đợt tôm càng thì khá là nhiều, còn đợt cơm con rẻ thì thường đợt khác nhau, ít hơn xíu nhưng mà vẫn làm đầy luôn theo mọi lần luôn. Thôi mình ăn tiếp nè, tại hôm nay mình cũng hơi mệt đó cả nhà, không quay phim cũng mệt luôn, đi làm cả ngày rồi. Rồi thôi mình ăn tiếp và hẹn gặp lại cả nhà các video tiếp theo nha. Nếu mà cả nhà mình ăn rồi là nhớ cho Ngọc chia sẻ nha, cảm nhận ăn được hay không, thú vị làm sao, có cái gì mà mình thấy mình thích nhất ở cái chỗ này không ha. Bye bye cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp.